Từ những bệnh viện kinh hoàng nhất thế giới cho đến những tòa nhà được mệnh danh là quỷ ám, các bạn đã bao giờ ghé thăm chúng chưa? Khung cảnh thì ma quái rùng rợn, bầu không khí âm u đến lạnh người. Thậm chí, người ta còn khuyến khích rằng bạn không nên đến đây một mình vì có thể bạn sẽ không còn đường về nữa đâu. Nhưng cái gì càng tò mò thì lại khiến người ta càng muốn khám phá. Và các bạn đã sẵn sàng để đến với video ngày hôm nay chưa? Hãy ngồi chắc trên ghế và đừng để bị cuốn vào bất cứ một địa điểm ma quái nào trong video ngày hôm nay nhé! Xin chào các bạn đã quay trở lại với Khám phá Tubi. Các bạn có tò mò về những địa điểm đáng sợ nhất trên thế giới này không? Không để các bạn phải chờ lâu nữa, hãy cùng chúng mình tìm hiểu ngay sau đây nhé! Đầm lầy Manchap. Đối với tất cả những người gan dạ nhất thế giới thì việc đến nơi này thôi đã khiến cho một số người cảm thấy chùn chân rồi. Bởi nơi này chính là đầm lầy, gây ra nhiều nỗi kinh hoàng nhất cho giới phượt thủ. Bao phủ đầm lầy có tên là Manchap này là một luồng không khí u ám, lạnh lẽo, quang cảnh xung quanh hết sức đáng sợ với những thân cây hình thù kỳ dị. Tọa lạc ở New Orleans, tiểu bang Louisiana, phía nam nước Mỹ, đặc trưng của khu vực nguy hiểm này chính là vùng nước trũng, tù và không thể thoát ra được. Địa hình ở đây thì lồi lõm, chỗ cứng chỗ mềm khiến người ta không cách nào xác định được phương hướng. Và một trong những nỗi khiếp đảm chết chóc ở đây chính là cá sấu, được mệnh danh là vua của những nỗi khiếp sợ. Dường như bầu không khí nơi đây đã sản sinh ra một loài cá sấu khác xa so với tất cả những loài cá sấu khác trên thế giới. Hình dáng của chúng vô cùng kinh khủng khiếp hoảng hốt. Chúng sẵn sàng tấn công và xé nát con mồi chỉ trong tích tắc. Nhưng đối khiếp đảm với bất cứ ai khi nhắc đến cái tên Manchap chính là lời nguyền cách đây hơn 100 năm của một nữ vương có cái tên là Julie White, tu sĩ tòa thuật sống ẩn mình trong hốc cây cổ thụ. Bà không muốn ai quấy nhiễu sự bình yên nơi đây. Bà đã buông lời nguyền rằng khi bà chết sẽ cuốn theo tất cả mọi người sinh sống gần Manchap xuống cõi âm. Đã có 3 ngôi làng cùng nhiều người dân sinh sống trong vùng của đầm lầy đã biến mất một cách bí ẩn sau cơn bão. Vậy nên cho đến nay, không có ai dám lại gần đầm lầy này cả, vì nhiều người kể rằng họ đã từng chứng kiến những xác chết nổi bập bềnh trên làn nước ma quái ở đây. Bệnh viện đáng sợ nhất thế giới. Theo như mình tìm hiểu được ấy, thì đã có rất nhiều thợ săn ma nổi tiếng bí mật đến đây để thử thách chính mình. Nhưng ai cũng biết họ chẳng trụ nổi ở đây quá một đêm. Tất cả mọi người đều vắt chân lên cổ mà chạy và thề không đặt chân tới nơi đây một lần nào nữa. Bệnh viện có cái tên là Viện Điều dưỡng Waverly Hills đã chứng kiến 63.000 ca tử vong trước khi nó bị đóng cửa. Vậy nên cho đến ngày hôm nay, bệnh viện này đã trở thành một địa điểm tâm linh có nhiều linh hồn cư ngụ nhất ở Mỹ. Tất cả những người từng tới với bệnh viện Waverly Hills đều cho biết mình đã từng gặp những bóng trắng mờ ảo lảng vảng bên trong nơi này. Họ nhìn thấy những chiếc bóng chuyển động khắp nơi trong tòa nhà và nghe thấy tiếng là hét đau đớn dọc hành lang, hoặc thậm chí là bỗng có cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng. Câu chuyện nổi tiếng nhất ở đây có lẽ là về căn phòng số 502, khi người ta kể rằng đã có một y tá đang mang thai treo cổ tại đây. Linh hồn cô ấy vẫn ám ảnh nơi này và gây ra thêm hàng loạt cái chết khác. Nếu như có thử thách đến khám phá nơi này vào nửa đêm, bạn có muốn đi cùng anh mình không? Hãy comment ngay xuống dưới phần bình luận để tham gia cùng chúng mình nhé! Bệnh viện tâm thần Trans Allegheny Lunatic Asylum, Mỹ. Giới săn ma bắt đầu truyền tai nhau về một bệnh viện khác tại Mỹ có tên là Trans Allegheny Lunatic Asylum. Nơi đây ban đầu được xây dựng với mục đích nhân đạo khi điều trị và chăm sóc cho những bệnh nhân mắc các bệnh về tâm thần. Nhưng do nền y học thời đó thật sự quá là lạc hậu, vậy nên các đội ngũ y bác sĩ trong các bệnh viện tâm thần nghĩ ra những phương pháp điều trị kinh hoàng dành cho bệnh nhân. Trong số này có các phương pháp điều trị cho bệnh nhân tâm thần như tắm nước đá này, liệu pháp sốc điện, uống thuốc chưa qua kiểm nghiệm. Nhiều người đã tử vong trước khi được xuất viện vì những phương pháp tàn bạo này. Thậm chí vào những năm 1950, bệnh viện phải tiếp nhận quá nhiều ca điều trị nội trú, lên đến 2.600 bệnh nhân, trong khi con số quy định chỉ là 250 người. Sự quá tải gấp 10 lần đã khiến bệnh viện lâm vào tình trạng khó khăn, đến nỗi nhiều bệnh nhân mất kiểm soát khi nhốt vào lồng đầy những xác chết. Kể từ đó, địa điểm hãi hùng này luôn xảy ra các hiện tượng kỳ lạ. Những người từng làm việc ở bệnh viện này đều kể lại rằng họ trông thấy linh hồn của những chiến binh lai vãng dọc hành lang. Vì nơi này trước đây từng là tiền đồn trong cuộc nội chiến, họ thấy cả những hồn ma lang thang không có nơi trú ngụ, những tiếng đổ vỡ kinh hoàng, những luồng không khí ớn lạnh thôi thúc họ phải chạy trốn vì nguy hiểm đang đến gần. Các bạn có tin được là giới săn ma vẫn đang ngày ngày tìm cách để khám phá nơi này hay không? Các bạn có dám đặt chân đến nơi này không? Hãy comment ngay ý kiến của các bạn xuống dưới phần bình luận cho admin biết với nhé! Hòn đảo búp bê ma quái.
Chắc chắn là nhắc đến búp bê ma, ai cũng nghĩ đến Annabelle chính là búp bê đáng sợ nhất. Nhưng mình cáo với các bạn, khi đến hòn đảo này, Annabelle phải gọi những con búp bê ở đây bằng chị xưng em ngay. Nằm ở phía nam thành phố Mexico, hòn đảo nhỏ mang tên Isla de las Muñecas, đảo búp bê, là địa điểm nổi tiếng với hàng nghìn con búp bê không còn nguyên vẹn, treo lủng lẳng trên cây, xung quanh nhà cửa và giăng kín lối đi trên đảo. Chuyện kể rằng, nửa thế kỷ trước, một người đàn ông tên là Julian Santana Barrera sống trên đảo đã phát hiện ra thi hài một cô bé bị chết đuối cạnh kênh rạch. Ngay sau đó, ông lại vớt được một con búp bê ở ngay gần vị trí đó. Barrera treo búp bê lên cây như một cách thể hiện sự tôn trọng và an ủi linh hồn đứa bé xấu số. Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn đã xảy đến. Barrera bị ám ảnh bởi linh hồn cô bé kia và bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm là hét ai oán hay tiếng bước chân kỳ lạ. Để xoa dịu linh hồn lang bạt, ông bắt đầu thu thập và treo thêm nhiều búp bê trên khắp hòn đảo đến lúc chết. Có rất nhiều câu chuyện được đồn thổi về việc những con búp bê này như phát ra tiếng khóc hay bước đi vào buổi đêm và nhìn chăm chăm vào khách du lịch khi họ tới đây. Và đối với người sở búp bê từ bé như mình thì có cho tiền mình cũng không dám đến đây đâu các bạn ạ. Nơi này quả thực quá đáng sợ. Tháp London, Anh Quốc. Được công tước nước Anh William xây dựng từ hơn 900 năm trước, Tháp London là tòa nhà bị ám nổi tiếng nhất tại Anh vì chứa đầy linh hồn tù nhân từng bị hành quyết tại đây. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy linh hồn tại Tháp London là vào thời vua Henry III, khi các công nhân đang xây dựng bức tường Inner Gutenberg. Người ta đồn thổi rằng hồn ma tức giận của Đức Tổng giám mục Canterbury St. Thomas Becket, người mới bị sát hại, đột nhiên xuất hiện và đập tan bức tường mới với cây thập giá của mình. Ở Tháp Xanh, linh hồn của nữ hoàng Anna Boleyn, nữ hoàng Catherine Howard và Lady Jane Grey cũng xuất hiện. Họ đều phải lĩnh bản án bi thảm tại ngọn tháp. Dân chúng thường đồn đại rằng những bóng ma nữ hoàng vẫn quay lại nơi cuộc sống của họ chấm dứt. Chiếc bóng trắng không đầu Anne Boleyn thường lang thang qua những căn phòng trong tháp London hoặc trong những đám rước của các lãnh chúa và công nương. Ngoài ra, những hành lang trong tháp trắng bị ám bởi bóng trắng kỳ lạ có biệt danh là White Lady. Người ta đã chứng kiến rất nhiều hiện tượng siêu nhiên kỳ bí như nhìn thấy bóng người vẫy tay chào trong tòa nhà hoặc ngửi thấy mùi nước hoa bí ẩn nồng đặc. Mình mà nhìn thấy, chắc mình ngất luôn ấy chứ. Khách sạn ma quái. Palm Springs là một trong những khách sạn đắt đỏ và xa xỉ nhất của Canada vào thế kỷ 19. Trên thực tế, đây cũng được coi là một địa điểm nổi tiếng nhất với những truyền thuyết ma ám rùng rợn. Và căn phòng 873 mãi mãi được niêm phong sau một bức tường trắng xóa để che đi quá khứ về một sự việc ám ảnh đến tận sau này. Cách đây nhiều năm, một cặp vợ chồng và cô con gái nhỏ của họ đã đăng ký phòng tại Palm Springs cho kỳ nghỉ lễ. Họ được đưa đến phòng 873, một việc rất đối bình thường cho đến đêm hôm đó. Người chồng bỗng dưng phát điên đã sát hại vợ và con gái của mình một cách thô bạo trước khi tự kết liễu đời mình. Sau vụ việc đó, khách sạn đã cho cải tạo và sửa sang lại căn phòng này với hy vọng rằng nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi thảm án năm xưa. Nhưng những khách hàng lại thường xuyên bị đánh thức bởi tiếng la hét và khóc lóc, cùng với những dấu tay máu xuất hiện đầy trên căn tường phòng 873. Để giữ chân các vị khách và chôn vùi quá khứ đau thương, căn phòng này đã bị niêm phong mãi mãi. Người ta đã xây một bức tường phía bên ngoài cửa phòng với mục đích xa hơn là phong ấn thứ thực thể vô hình đã làm cho các hành khách của họ hoảng sợ và phát điên. Lâu đài Bhandara, Ấn Độ. Thị trấn Bhandara thuộc quận Agra, bang Rajasthan, Ấn Độ là một trong những nơi đáng sợ hàng nhất thế giới. Nhắc đến đất nước Ấn Độ, điều đầu tiên để lại trong tâm trí mọi người là lâu đài ma ám bị bỏ hoang này. Theo truyền thuyết, thành phố Brahmap bị nguyền rủa bởi phù thủy Singigir, người đêm lòng yêu công chúa Brahmap. Sau khi chiêu trò phù phép công chúa thất bại, Singigir hoán thần và niệm chú nguyền rủa vương quốc của Ranakwati rằng bất kỳ ai sống trong vương quốc sẽ bị chết. Linh hồn của họ sẽ ở đó mãi mãi không bao giờ được tái sinh. Người dân địa phương nói rằng bất kỳ ai vào pháo đài sau hoàng hôn đều không thể trở ra được. Những linh hồn trong tòa lâu đài này sẽ tấn công và gây nguy hiểm cho những ai dám bén mảng đến đây. Những tấm ảnh được chụp khi mặt trời dễ bóng thường thấy xuất hiện những bóng lạ và ánh sáng dị thường. Mặc dù vậy, chính những câu chuyện này đã thu hút hàng nghìn khách du lịch đến đây hàng năm, háo hức trải nghiệm thành phố bị nguyền rủa Bhandara. Nhà trọ Ân Sunamin. Nổi tiếng là địa danh ma ám huyền bí nhất Anh Quốc, nhà trọ cổ lâu đời có tên Ân Sunamin sẽ khiến bất cứ du khách nào ghé thăm cũng phải hoảng sợ bởi bầu không khí ma mị bao trùm khắp khu nhà. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1145 trên một mảnh đất xưa kia từng là khu mộ chôn những thành phần tà đạo, đồng thời cũng là nơi diễn ra những lễ hiến tế trẻ con và cúng bái ma quỷ. Cũng chính vì nguyên do này mà người ta thường đồn đại ngôi nhà bị ám bởi một nữ sát thủ trẻ tuổi tên Rosie, một thầy cúng cao tay và một hồn ma nam.
Những vị khách từng ghé chân tại nhà trọ Unsung Ramin từng khẳng định nhìn thấy đồ đạc bay lơ lửng giữa phòng, khi thì thấy hồn ma của một cô bé đi lại trên hành lang. Thậm chí, có người còn bị một hồn ma dâm đãng quấy rối. Mặc dù tai tiếng về nhà trọ ma ám này được lan truyền khắp nơi, nhưng không vì thế mà sức hút của nó giảm lại. Trái lại, du khách, đặc biệt là các nhà ngoại cảm chuyên nghiên cứu tâm linh, sẵn sàng chi từ 25 đến 30 bảng Anh, khoảng 800.000 đến 1 triệu đồng để được hưởng trọn một đêm mất ngủ tại ngôi nhà đáng sợ này. Vừa rồi là những địa điểm đáng sợ nhất trên thế giới mà bạn sẽ không nên đi tới đây một mình, vì rất có thể là bạn sẽ không thể quay trở về được nữa. Đâu là nơi khiến các bạn cảm thấy rung rợn nhất và đâu là nơi khiến các bạn muốn đến khám phá nhất? Hãy comment lại ngay xuống phía dưới phần bình luận cho admin cùng biết với nhé. Và đừng quên là subscribe kênh, ấn vào hình quả chuông bên cạnh để cập nhật những video mới nhất của chúng mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số video tiếp theo.